con xe này của bà chị em nhé. Bà đây đang cần tiền, đang cần một khoản tiền để giải quyết công việc. Bác nào mà đang ưa thích, đang yêu cái dòng xe này, đang tìm dòng xe này thì các bác liên hệ cho bên em để vào việc đối với cái chiếc xe này nhé. Vào việc nhanh luôn đấy ạ, vì bà ấy đang cần tiền bán rồi. Bà ấy đang bảo bên em bán hộ, thì bà đây đang bảo là xem nào là giá 330 có bán được không. Đây là thông tin của xe nhé. Đấy, bà ấy ghi và để dán trên đấy đấy ạ. Bà ấy đang bảo em bán giá đấy, nhưng mà bà em bảo là cái giá 330 thì giá này cao không bán được đâu. Đấy, thì bà ấy bảo lại cho em là em cứ lựa cho chị cái để xem có ai trả được bao nhiêu thì bán giúp chị cái để chị dùng tiền giải quyết công việc. Thì video này em đưa lên cho các bác xem đây. Đấy, nội thất bên trong của chiếc xe đây nhé. Hyundai Avante. Đấy, thông tin thì em cũng đã quay cho các bác xem ở trên giấy rồi, đúng không ạ? Giá này thì bà ấy bảo thế nhưng mà em bảo không được đâu. Nhưng bà bảo là cứ bán hết giá cho chị với, xem có ai mà người ta trả cao cao một tí, trả gọi là được giá một tí đấy, thì bán trong vòng khoảng 2-3 ngày tới thôi nhá. Nghĩa là bà ấy bảo em thế, bảo là giải quyết trong vòng 2-3 ngày tới thôi, chứ không để lâu. Để lâu thì lại phải đi vay nãi thì chết. Chia sẻ thật với bác như vậy. Cho nên là các bác nào mà đang đi tìm, đang có cái tầm tiền hoặc là đang đi tìm cái dòng xe này thì các bác mình cứ nhắn tin hoặc là comment hoặc là alo gọi điện cho bên em nhé, để bên em cho các bác gặp trực tiếp bà chị gái em luôn, chứ không phải là làm việc với em đâu, mà làm việc với lại bà chị em luôn các bác nhé. Dòng này thì em thấy nó cũng tương đối là lành, dòng Hyundai cơ mà đúng không ạ? Hyundai thì nó tương đối là lành. Và cái máy 1.6 thì theo như em thì nó sẽ tầm khoảng là trên dưới 7 lít, 6 đến 7 lít trên 100 km đối với cái dòng xe này đây. Với nước sơn là màu nâu. Xe thì em cũng đã kiểm tra rồi, thấy nó không có hiện tượng gì. Máy số chất, gầm vệ chắc, mọi chức năng đang hoạt động bình thường, xe không lỗi các bác nhé. Các bác liên hệ gọi điện cho bên em theo mấy số điện thoại mà em ghi trên đây đi. Đây là số nhân viên này em nhé. Nhưng mà khi các bác đến xem xe trực tiếp thì bên em sẽ cho gặp bà chị em. Hoặc là như này đi, hoặc là có các bác mình liên hệ cho bên em theo mấy số đó thì em cũng sẽ đưa số điện thoại riêng của bà chị em để các bác mình đàm phán trực tiếp trên điện thoại trước khi về xem các bác nhé. Bà ấy thì cũng ở gần đây thôi, cho nên là các bác nếu mà muốn vào việc chiếc xe này thì em cho các bác số điện thoại của bà chị luôn để các bác thương lượng đàm phán. Khi ok thì ok mình xuống là chỉ việc xem xe và nhấc xe về thôi các bác nhé. Vâng.